tâm từ ái và buông bỏ. Hãy mở lòng. Phật giáo gọi tâm từ là metta. Đây là một yếu tố quan trọng trong việc quán niệm với tâm từ ái. Đó là một dạng cảm xúc thiện chí giúp duy trì ý nghĩ muốn người khác được hạnh phúc và sẵn lòng tha thứ cho bất cứ lỗi lầm nào của họ. Tôi thích diễn đạt tâm từ bằng những lời sau. Cánh cửa của trái tim tôi hoàn toàn rộng mở với bạn, mãi mãi như vậy, dù cho bạn là ai và bạn đã làm gì. Tâm từ chính là tình yêu thương không gì kỹ, phát sinh từ suy nghĩ không mong đợi sự đền đáp và hoàn toàn vô điều kiện. Ngọn lửa ấm áp nơi trái tim. Tâm từ có thể được ví như một ngọn lửa ấm áp và sáng rực nơi trái tim. Bạn không thể mong đợi ngọn lửa tâm từ được nhóm lên bằng cách bắt đầu với một đối tượng cố chấp, vì điều này chẳng khác nào nhóm lửa bằng cách đốt que diêm bên dưới một khúc cây to. Vì vậy, đừng bắt đầu hành thiền tâm từ bằng cách cố gắng truyền bá tâm từ đến bản thân bạn hay kẻ thù. Thay vào đó, hãy bắt đầu bằng việc mở rộng tâm từ đến đối tượng dễ bắt lửa. Trong khi hành thiền tâm từ, bạn hãy chú tâm cảm nhận tâm từ ái, hãy phát triển cảm xúc thú vị này cho đến khi nó tràn ngập khắp tâm trí. Phương pháp này tương tự như nhóm lửa trại. Đầu tiên là dùng giấy hay vật dễ bắt lửa, sau đó thêm vào các que củi nhỏ. Khi những que củi nhỏ đã cháy đượm thì mới thêm vào những que củi lớn hơn và sau đó là các khúc gỗ lớn. Một khi ngọn lửa đã cháy lớn thì bạn thậm chí có thể cho vào những khúc gỗ ẩm ướt và chẳng bao lâu chúng cũng sẽ cháy. Quán niệm với tâm từ ái giúp bạn có được khả năng chấp nhận mọi người cũng như bản thân bạn đúng với những gì họ và bạn đang là. Một số người cho rằng đây là điều không tưởng bởi tâm trí thích bắt bẻ của họ. Giai đoạn 1. Hãy bắt đầu với những gì dễ yêu thương. Tôi tự chuẩn bị cho mình khi hành thiền tâm từ bằng cách hình dung về một chú mèo con. Tôi thích mèo, đặc biệt là mèo con. Vì vậy, chú mèo con mà tôi hình dung có thể dễ dàng khởi phát tâm từ ái, giống như săn thì dễ bắt lửa. Tôi chỉ cần nghĩ về chú mèo con của mình thì trái tim tôi được thắp sáng với tâm từ ái. Tôi tiếp tục hình dung về người bạn nhỏ bé này, hình dung nó bị bỏ rơi, đói khát và hoảng sợ. Trong cuộc sống ngắn ngủi của mình, nó chỉ biết đến sự ruồng bỏ, bạo lực và cô độc. Tôi hình dung bộ xương của nó đang nhô ra từ cơ thể gầy gò, bộ lông đầy vết bẩn và cả một ít máu khô, cơ thể cứng đờ vì sợ hãi. Tôi nghĩ nếu như mình không chăm sóc cho sinh linh nhỏ bé dễ bị tổn thương này thì sẽ không một ai làm việc đó, và nó sẽ nhận lấy cái chết khủng khiếp, cô độc và sợ hãi. Tôi cảm nhận được sự đau đớn của nó và trái tim tôi rộng mở, tràn ngập lòng trắc ẩn. Tôi muốn chăm sóc chú mèo bé nhỏ này. Tôi muốn bảo vệ và nuôi dưỡng nó. Tôi hình dung chính mình đang nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của nó. Cố xóa tan sự sợ hãi của nó bằng tâm từ ái thông qua đôi mắt của mình. Tôi từ tốn đến gần nó, tỏ vẻ trấn an và không ngừng nhìn vào mắt nó. Một cách nhẹ nhàng, tôi bế nó lên và ôm vào lòng mình. Tôi đẩy lùi cảm giác rét lạnh của nó bằng hơi ấm cơ thể mình. Tôi xua đi nỗi sợ hãi của nó bằng vòng tay êm ái của mình, và tôi cảm thấy sự tin tưởng của nó dành cho tôi đang lớn dần. Tôi trò chuyện với nó. Này mèo con bé nhỏ, con sẽ không bao giờ cảm thấy cô độc và sợ hãi nữa. Ta sẽ luôn chăm sóc, bảo vệ và làm bạn với con. Ta sẽ luôn yêu thương con, cho dù con đi đâu, cho dù con làm gì, trái tim ta vẫn luôn rộng mở với con. Ta sẽ luôn dành cho con tình yêu thương vô bờ bến. Khi thực hiện việc này,
tôi nhận ra chú mèo con đang cảm thấy ấm áp dễ chịu và phát ra những tiếng kêu hạnh phúc. Tuy nhiên, đây chỉ là mô tả về cách tôi bắt đầu hành thiền với tâm từ ái. Tôi thường mất rất nhiều thời gian. Tôi sử dụng trí tưởng tượng và tiếng nói nội tâm để tạo nên một kịch bản trong tâm trí mình, tạo điều kiện cho tia lửa từ ái đầu tiên có thể bùng lên. Khi kết thúc bài tập này, mắt tôi vẫn nhắm lại và tập trung sự chú ý vào vùng quanh ngực, cảm nhận luồng ánh sáng ấm áp đầu tiên của cảm giác quán niệm với tâm từ ái. Tìm kiếm mồi lửa của riêng bạn. Chú mèo con của tôi có thể được ví như những mảnh giấy được sử dụng để nhóm lửa trại. Nếu không thích mèo con, bạn hãy chọn một đối tượng khác, chẳng hạn như một con chó con hoặc một đứa trẻ. Cho dù đối tượng đầu tiên bạn chọn để thực hành tâm từ là gì, thì đối tượng đó cũng chỉ nên ở trong trí tưởng tượng, chứ không phải trong thực tế. Trong trí tưởng tượng, bạn có thể hình dung đối tượng đó theo bất kỳ cách nào bạn muốn. Bạn sẽ tự do hơn để khởi phát tâm từ ái nếu như sử dụng một đối tượng trong trí tưởng tượng thay vì một đối tượng có thực. Chú mèo con trong trí tưởng tượng luôn tỏ ra hạnh phúc đúng thời điểm và không bao giờ làm giấy bẩn áo quần khi bạn ôm vào lòng. Sau khi chọn được đối tượng đầu tiên, hãy sử dụng sức mạnh của trí tưởng tượng nhằm tạo nên một câu chuyện xung quanh nó để khơi gợi tâm từ. Sau một thời gian luyện tập, phương pháp này sẽ trở thành một cách thực hành quán niệm với tâm từ ái thiết thực và thú vị nhất. Những chướng ngại khi quán niệm với tâm từ ái. Cách đây vài năm, một thiền sinh đã phàn nàn với tôi rằng phương pháp này không hiệu quả với cô. Cô luôn cảm thấy khó chịu với các sinh vật nhỏ bé, đặc biệt là những con mèo con tinh nghịch. Cô cũng không thích những đứa trẻ hay quấy khóc và làm bẩn tả. Cô ấy đã gặp phải một vấn đề nghiêm trọng mà tôi gọi là những chướng ngại khi quán niệm với tâm từ ái. Cô tiếp tục kể với tôi rằng trong căn hộ của cô ở Sydney, cô có trồng một số loài hoa. Vì vậy tôi gợi ý cô hãy chọn một loài cây làm đối tượng đầu tiên để khởi phát tâm từ ái. Cô đã hình dung một loài cây con thật mảnh mai và non nớt. Cô hình dung nó yếu ớt đến mức cô cần phải dành cho nó tình yêu thương trọn vẹn, chăm sóc và bảo vệ kỹ lưỡng thì mới có thể giúp nó sống sót. Cô đã dành hết bản năng làm mẹ cho cây con đó, chăm sóc nó cho đến khi trên cành cây xuất hiện những bông hoa xinh đẹp và tỏa hương thơm ngát. Như thể đáp lại tấm lòng của cô, cô bắt đầu yêu thích phương pháp này. Đó là lần đầu tiên việc hành thiền tâm từ hiệu quả với cô. Cô cho biết đó là lần duy nhất cô không mong đợi tôi rung chuông để kết thúc buổi hành thiền. Giai đoạn 2. Một người thân thương của bạn. Sau khi ngọn lửa đầu tiên của tâm từ ái đã được nhen lên, chúng ta hãy buông bỏ loài sinh vật trong trí tưởng tượng này và di chuyển tâm từ ái đến một người thật sự, một người thân thương của bạn, bạn đời, người yêu hay thậm chí là bạn thân. Đó phải là người khiến bạn dễ dàng khởi phát và duy trì tâm từ. Trong ẩn dụ về nhóm lửa trại, giai đoạn này giống như khi bạn thêm vào những que củi mồi. Một lần nữa, hãy sử dụng tiếng nói nội tâm để tạo nên một kịch bản trong tâm trí về người đó. Họ cũng cần tình bạn và tình yêu thương của bạn. Họ cũng có những cảm xúc dễ bị tổn thương, phải chịu đựng sự thất vọng và thất bại trong cuộc sống. Hãy nói thầm trong tâm trí rằng: Này bạn thân, tôi thật sự mong muốn bạn được hạnh phúc, cầu mong cho cơ thể bạn không bị đau đớn và tâm trí bạn tìm được sự mãn nguyện. Tôi sẽ dành tặng bạn tình yêu thương vô điều kiện. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh bạn. Bạn sẽ luôn có chỗ trong trái tim tôi. Tôi thật sự quan tâm đến bạn. Tất nhiên, bạn có thể sử dụng những từ ngữ của riêng mình. Hãy sử dụng những cụm từ có thể khơi dậy luồng ánh sáng ấm áp về tâm từ trong trái tim của bạn.
hãy duy trì nó hướng đến người này. Hãy tưởng tượng họ đang ở ngay trước mặt bạn, cho đến khi tâm từ của bạn soi sáng và bao trùm họ. Bây giờ hãy chú tâm đến lồng ngực. Hãy cảm nhận cảm giác được khởi phát từ tâm từ. Bạn sẽ cảm thấy thật thú vị. Giai đoạn 3 và 4. Họ hàng và thành viên trong gia đình. Chúng ta hãy buông bỏ hình ảnh người nào đó và thay thế bằng hình ảnh một người họ hàng. Hãy tạo cảm giác tâm từ ái xung quanh họ bằng cách sử dụng tiếng nói nội tâm theo cách tương tự. Cầu mong cho bạn được sống trong hạnh phúc, vân vân. Hãy tưởng tượng họ đang ở trước mặt bạn cho đến khi tâm từ tỏa sáng rực rỡ và bao trùm họ. Tiếp theo, hãy thay thế bằng một nhóm người, có thể là các thành viên trong gia đình bạn. Hãy phát nguồn ánh sáng rực rỡ của tâm từ xung quanh họ theo cách tương tự. Cầu mong cho mọi người đều được mạnh khỏe và hạnh phúc. Nếu như so sánh với đốt lửa trại, thì đây là giai đoạn bạn đặt vào những khúc gỗ lớn. Ánh sáng vàng rực rỡ. Hãy hình dung tâm từ giống như ánh sáng vàng rực rỡ được phát ra từ một bông sen trắng tuyệt đẹp giữa trái tim bạn. Hãy để cho luồng ánh sáng đó soi rọi mọi phương hướng, càng lúc càng nhiều người được hưởng luồng ánh sáng đó, cho đến khi nó trở nên vô tận, tràn ngập khắp nơi. Cầu mong cho mọi người, dù xa hay gần, lớn hay nhỏ, đều trở nên hạnh phúc và an lạc. Hãy để cho vạn vật được đắm mình trong luồng ánh sáng vàng rực rỡ và ấm áp của quán niệm với tâm từ ái. Hãy ở đó trong một khoảng thời gian. Nếu như dí với việc đốt lửa trại, thì đây là giai đoạn ngọn lửa đã đủ lớn để có thể đốt cháy cả những khúc gỗ ẩm ướt. Hãy nghĩ về kẻ thù của bạn. Hãy hình dung người đã làm bạn tổn thương. Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi giờ đây tâm từ của bạn đã đủ mạnh mẽ để tha thứ cho kẻ thù của bạn. Giờ đây bạn có thể chia sẻ cho họ luồng ánh sáng rực rỡ của tâm từ được phát ra từ trái tim bạn. Này bạn, cho dù bạn đã làm gì tôi, thì việc trả thù cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho cả hai chúng ta. Thay vào đó, tôi cầu chúc bạn được an lạc. Tôi thật sự mong muốn bạn thoát khỏi đau khổ của quá khứ và được an vui trong tương lai. Cầu mong điều tuyệt diệu của tâm từ vô điều kiện sẽ đến với bạn, đem lại cho bạn niềm hạnh phúc và sự mãn nguyện. Khi ngọn lửa tâm từ đã cháy lên mạnh mẽ, thì không điều gì có thể ngăn cản được nó. Lúc này, hãy cho vào những khúc gỗ ẩm ướt cuối cùng. Hầu hết người hành thiền đều công nhận rằng người khó để cho đi tâm từ nhất chính là bản thân họ. Giai đoạn 5. Bản thân bạn. Hãy tưởng tượng bạn đang ngắm nhìn mình trong gương. Bạn hãy nói điều sau bằng tiếng nói nội tâm và phải hoàn toàn thành thật. Tôi cầu mong cho bản thân được mọi điều tốt đẹp. Giờ đây tôi sẽ dành tặng cho bản thân một món quà hạnh phúc. Từ lâu trái tim tôi luôn khép kín. Giờ đây tôi cần phải mở cửa trái tim mình. Dù cho tôi đã làm gì hay sẽ làm gì, cánh cửa trái tim tôi vẫn luôn rộng mở chào đón bản thân bằng tình yêu thương và sự tôn trọng. Tôi sẽ tha thứ cho bản thân không chút dè dặt. Về nhà thôi, giờ đây tôi sẽ dành cho bản thân tình yêu thương mà không phán xét. Tôi sẽ chăm sóc cho người dễ bị tổn thương này chính là tôi. Tôi sẽ dành cho tôi tình yêu thương trọn vẹn với tâm từ ái. Hãy nghĩ ra những từ ngữ của riêng bạn. Hãy để cảm giác ấm áp của tâm từ ái ngấm sâu vào lòng bạn, đến tận nơi mà bạn cảm thấy sợ hãi nhất. Hãy để nó làm tan chảy tất cả những trở ngại cho đến khi bạn đồng nhất với tâm từ ái, chính là tình yêu thương vô tận, như tình cảm của người mẹ dành cho đứa con thân yêu của mình. Kết thúc buổi hành thiền. Trước khi kết thúc buổi hành thiền tâm từ, bạn hãy dừng lại một hoặc hai phút để ngẫm xem cảm giác bên trong mình như thế nào. Hãy lưu ý sự hiệu quả mà phương pháp hành thiền này đem lại cho bạn. Việc hành thiền tâm từ có thể tạo ra các trải nghiệm thực sự tuyệt vời.
Để kết thúc buổi hành thiền một cách tốt đẹp, một lần nữa bạn hãy tưởng tượng tâm từ như một nguồn ánh sáng vàng rực rỡ lan tỏa từ đóa sen trắng xinh đẹp trong tim bạn. Hãy hình dung nguồn ánh sáng vàng rực rỡ của việc quán niệm với tâm từ ấy đang được thu lại vào đóa sen, và bên ngoài chỉ còn hơi nóng ấm áp. Khi nguồn ánh sáng vàng rực rỡ này trở thành một quả cầu chói lọi nằm giữa đóa sen trắng, hãy tưởng tượng các cánh sen khép lại bao quanh nó, che chở cho các hạt giống tâm từ trong trái tim bạn và sẵn sàng tỏa ra trong buổi hành thiền tiếp theo. Bây giờ bạn hãy mở mắt ra và đứng dậy một cách từ tốn. Buông bỏ, một hình thức quán niệm với tâm từ ái. Thỉnh thoảng, thay vì dùng tâm từ hoặc hơi thở như một đối tượng hành thiền, tôi sẽ nhìn vào tâm trí mình và nhận ra điều nó cần nhất vào lúc đó chính là buông bỏ mọi thứ. Về cơ bản, hành thiền buông bỏ chính là một hình thức khác của tuệ giác tĩnh lặng về khoảnh khắc hiện tại. Phải thật tĩnh lặng, vì để thực sự buông bỏ, bạn không được phép ra lệnh hay là than phiền. Bạn không có bất cứ điều gì để nói cả. Buông bỏ ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Bạn sẽ nhận thức sự vật ngay khi chúng vừa xuất hiện, cho phép chúng tự do đến và đi hoặc ở lại bất cứ khi nào chúng muốn. Hành thiền buông xả cũng như bạn ngồi trong một căn phòng và bất cứ ai muốn vào bạn đều cho phép. Họ có thể ở lại trong căn phòng bao lâu tùy ý. Cho dù họ là quỷ dữ, bạn vẫn để họ ngồi trong phòng. Bạn không được nao núng. Nếu như Đức Phật bước vào phòng dưới ánh hào quang rực rỡ, bạn cũng phải ngồi yên và hoàn toàn bình thản. Quý vị có thể bước vào nếu như muốn. Quý vị có thể đi bất cứ khi nào. Cho dù tâm trí bạn biểu hiện bất cứ điều gì tốt hay xấu, bạn vẫn phải lùi lại quan sát và để chúng được tự nhiên, không được phản ứng, chỉ cần lặng lẽ quan sát và thực hành tuệ giác tĩnh lặng về khoảnh khắc hiện tại. Đây chính là hành thiền buông bỏ. Đừng cố gắng thực hiện mọi điều hoàn hảo hoặc giải quyết xong hết mọi việc rồi mới buông bỏ. Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo và không bao giờ hết việc. Buông bỏ với tâm từ ái chính là can đảm ngồi yên lặng và giữ tâm trí thật thư thái giữa những sự bất toàn. Nếu mọi phương pháp khác đều thất bại, hành thiền buông bỏ có thể là một phương pháp vô cùng hiệu quả. Nếu như hành thiền hơi thở hay hành thiền tâm từ hoặc bất kỳ phương pháp hành thiền nào khác đều không mang lại hiệu quả cho bạn, thì đó thường là do nền tảng chưa đúng. Vậy hãy hành thiền buông bỏ, dẫu có gì xảy ra cũng không sao cả. Cho dù bạn đang trải nghiệm điều gì cũng hãy mặc kệ. Không ưa thích, không lựa chọn, không tốt xấu, không tranh cãi, không phán xét. Chỉ cần để mọi việc diễn ra tự nhiên. Bạn có thể có đôi chút tiếng nói nội tâm, tuy nhiên đó phải là tiếng nói buông bỏ. Chỉ cần hiện hữu với những gì đang diễn ra, đây cũng là quán niệm với tâm từ ái. Bạn chỉ cần nghĩ về đối tượng hành thiền, không nên nghĩ về bất cứ điều gì khác. Bằng cách đó, việc hành thiền sẽ tiến gần tới việc đạt được tuệ giác tĩnh lặng về khoảnh khắc hiện tại. Nếu tôi có cảm giác đau đớn, nếu tôi bị nhức đầu, đau bụng, đau nhức đâu đó trên cơ thể hay bị mũi đốt, tôi sẽ nói, không sao cả. Tôi không tranh cãi với nó, cũng không đau khổ vì nó. Tôi chỉ cần quan sát cảm giác xảy ra với cơ thể mình khi con mũi đang đâm chiếc dòi vào da thịt, và sau đó là cảm giác ngứa ngay. Hãy để mọi việc diễn ra tự nhiên. Nếu như vào buổi tối bạn đang trằn trọc trên giường, không sao ngủ được, thì cũng hãy để mọi việc diễn ra tự nhiên. Hoặc nếu như có một cơn đau dai dẳng không dứt, thì cũng hãy để mọi việc diễn ra tự nhiên. Hãy đối mặt với cảm giác đó, đừng cố gắng trốn tránh nó. Nếu như các con quỷ dữ đi vào phòng bạn, bạn không cần phải xua đuổi chúng. Tuy nhiên bạn cũng không mời chúng ở lại. Hãy để chúng được tự nhiên theo ý mình. Buông bỏ là thực hành quán niệm với tâm từ ái xả. Bấy nhiêu thôi đã đủ tốt rồi.
Khả năng hành thiền của riêng tôi đến từ thái độ, bấy nhiêu thôi đã đủ tốt rồi. Đối với bất kỳ trải nghiệm nào, khả năng hành thiền chính là thái độ. Miễn là tôi có thể quan sát hơi thở, bấy nhiêu thôi đã đủ tốt rồi. Vì vậy khi hành thiền, bạn nên biết hài lòng và mãn nguyện. Đây không phải là biến nhát, mà là một phần của việc thực hành quán niệm với tâm từ ái đích thực. Vượt qua chướng ngại để quán niệm với tâm từ ái. Thật dễ dàng để viện cớ nhằm không thực hành quán niệm với tâm từ ái, mọi kiểu chướng ngại sẽ phát sinh. Trong phần này tôi đưa ra một vài gợi ý để giúp bạn khéo léo vượt qua các chướng ngại thường gặp và một số công cụ nhằm giúp bạn làm được điều này. Không bận tâm đến những náo động. Ví dụ, khi ta đang hành thiền và nghe thấy một tiếng động, vì sao ta không thể mặc kệ nó? Vì sao ta để nó quấy rầy? Cách đây vài năm ở Thái Lan, các ngôi làng xung quanh tu viện của chúng tôi tổ chức một buổi tiệc. Tiếng ồn phát ra từ những chiếc loa to đến mức dường như phá vỡ không gian yên tĩnh của tu viện. Chúng tôi đã than phiền với thầy Ajahn Chah của chúng tôi rằng tiếng ồn đã quấy rầy việc hành thiền của chúng tôi. Vị thầy vĩ đại đáp: "Không phải tiếng ồn quấy rầy các con, mà chính các con quấy rầy tiếng ồn." Tương tự như khi bạn hành thiền mà bị đau chân, thì không phải cơn đau quấy rầy bạn, mà chính bạn đang quấy rầy cơn đau. Dung hòa với sự biến nhát và uể oải. Hãy dung hòa, đừng tranh đấu với sự biến nhát và uể oải. Cách tốt nhất và hiệu quả nhất để vượt qua sự biến nhát và uể oải chính là hãy dung hòa với chúng và không chống lại chúng. Khi tôi còn là một nhà sư trẻ ở một ngôi chùa trong một khu rừng tại Thái Lan, tôi luôn buồn ngủ vào buổi thiền lúc 3 giờ 15 phút sáng. Tôi đã chiến đấu hết sức để vượt qua nhưng thường thất bại. Mỗi khi tôi vượt qua được cơn buồn ngủ thì lại rơi vào trạng thái bồn chồn. Kiểm soát được trạng thái bồn chồn thì lại rơi vào sự biến nhát và uể oải. Buổi hành thiền của tôi giống như con lắc dao động giữa hai thái cực, không bao giờ giữ được trạng thái cân bằng. Phải mất nhiều năm tôi mới hiểu được nguyên do. Đức Phật khuyến khích tìm hiểu nguyên nhân chứ không phải đấu tranh. Vì vậy tôi đã xác định được trạng thái biến nhát và uể oải của mình xuất phát từ đâu. Tôi thường bắt đầu hành thiền vào lúc 3 giờ 15 phút sáng và ngủ rất ít, ăn uống thì không đủ dinh dưỡng. Tôi lại là một nhà sư phương Tây sống trong khu rừng nhiệt đới, bạn hiểu rồi đó. Trạng thái uể oải chính là kết quả của các nguyên nhân tự nhiên. Tôi buông bỏ và dung hòa với cơn buồn ngủ của mình. Tôi ngừng đấu tranh để cho đầu mình gục xuống. Và biết đâu tôi cũng đã từng ngáy ngủ. Khi tôi thôi chống lại trạng thái biến nhát và uể oải thì trạng thái đó không còn kéo dài nữa. Hơn nữa, một khi trạng thái này trôi qua và chỉ còn lại trạng thái tĩnh lặng thì trạng thái uể oải cũng không còn. Tôi đã tìm ra được trạng thái cân bằng và từ đó dễ dàng quan sát hơi thở của mình. Trạng thái biến nhát và uể oải trong khi hành thiền chính là kết quả của tâm trí mệt mỏi, thường là do làm việc quá sức. Chiến đấu chống lại chúng chỉ càng làm cho ta kiệt sức. Nghỉ ngơi sẽ giúp tâm trí phục hồi năng lượng. Cách tốt nhất và hiệu quả nhất để vượt qua trạng thái biến nhát và uể oải chính là không chiến đấu với tâm trí mình. Đừng cố gắng thay đổi mọi thứ, hãy để mọi chuyện tự nhiên. Hối tiếc quá khứ. Ai cũng từng phạm sai lầm. Hối tiếc là kết quả của điều gây ra tổn thương mà bạn đã nói hoặc làm. Nói cách khác, hối tiếc chính là kết quả của việc thiếu đạo đức. Nếu như cảm giác hối tiếc xuất hiện trong khi hành thiền, thay vì đau khổ bởi nó, bạn nên tha thứ cho chính mình. Người khôn ngoan không phải là người không bao giờ phạm sai lầm, mà là người biết tha thứ cho sai lầm đó và học hỏi từ chúng. Một số người hối tiếc nhiều đến mức họ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể giác ngộ.
cảm giác bất an và mãn nguyện. Cảm giác bất an phát sinh bởi vì chúng ta không trân trọng vẻ đẹp của sự mãn nguyện. Chúng ta chưa nhận thức được niềm vui tuyệt đối khi không tạo tác. Chúng ta có tâm trí thích bắt bẻ thay vì trân trọng những gì đang có. Cảm giác bất an khi hành thiền là dấu hiệu cho thấy chúng ta chưa tìm được niềm vui trong việc này. Chúng ta có thể tìm thấy niềm vui hay không tùy thuộc vào cách chúng ta rèn luyện nhận thức của chính mình. Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cách nhìn nhận sự vật. Chúng ta nhìn ly nước và cảm nhận ly nước thật tuyệt vời hay chỉ xem nó là một vật bình thường. Trong khi hành thiền, chúng ta có thể nhìn nhận hơi thở buồn chán và đơn điệu hoặc tuyệt diệu và độc đáo. Nếu như ta nhận thức được giá trị vô cùng to lớn của hơi thở, ta sẽ không còn cảm giác bất an. Tâm trí ta sẽ không còn xuôi ngược để tìm kiếm điều gì khác nữa. Đặc tính của cảm giác bất an là luôn tìm kiếm một việc gì khác để làm, đối tượng khác để suy ngẫm, nơi nào đó để đi thay vì chú tâm vào thực tại. Cảm giác bất an là một chướng ngại lớn bên cạnh những ham muốn của các giác quan. Cảm giác bất an sẽ khiến ta không thể ngồi yên trong một thời gian dài. Cảm giác mãn nguyện là sự đối lập với tâm trí thích bắt bẻ. Bạn nên phát triển cảm giác mãn nguyện với những gì đang có và nơi đang ở, càng nhiều càng tốt, và hãy thật cẩn thận với tâm trí thích bắt bẻ trong khi hành thiền. Hãy quan sát sự tĩnh lặng và mãn nguyện với sự tĩnh lặng đó. Nếu như thật sự mãn nguyện, bạn không cần phải nói ra bất cứ điều gì. Tuyệt đối đừng trò chuyện với nội tâm bằng cách than phiền hoặc cố gắng thay đổi mọi thứ, hoặc mong muốn thực hiện điều gì khác, hoặc trốn tránh vào thế giới của những suy nghĩ và ý tưởng. Suy nghĩ biểu thị cho sự không mãn nguyện. Nếu như thật sự mãn nguyện, bạn sẽ tĩnh lặng và lắng dịu. Hãy xem xét liệu bạn có thể gia tăng cảm giác mãn nguyện hay không, vì cảm giác mãn nguyện chính là thuốc giải cho tâm trạng bất an. Thậm chí, nếu cơ thể đang bị đau và cảm thấy khó chịu, bạn vẫn có thể thay đổi cảm nhận của mình và xem sự đau đớn là một điều thú vị, thậm chí tuyệt vời. Hãy xem liệu bạn có thể mãn nguyện với cảm giác đau đớn hay khó chịu đó hay không. Trong cuộc sống của một nhà sư, tôi đã có vài lần bị đau nặng. Thay vì cố gắng trốn tránh, tôi chuyển hướng tâm trí sang trạng thái hoàn toàn chấp nhận cảm giác đau đớn đó và mãn nguyện với nó. Tôi nhận ra rằng mình thậm chí có thể mãn nguyện với cơn đau nghiêm trọng. Nếu bạn thực hiện được điều này, cơn đau sẽ tan biến cùng với cảm giác bất an. Cảm giác của bạn sẽ hoàn toàn lắng dịu. Cảm giác bất an kèm theo cơn đau có lẽ là điều tồi tệ nhất. Hãy thay đổi cảm giác bất an bằng sự mãn nguyện và bạn sẽ vui vẻ với cơn đau đó. Hãy mãn nguyện với bất cứ điều gì bạn có. Trong khoảnh khắc hiện tại, trong sự tĩnh lặng, trong hơi thở, nếu như bạn cảm thấy bất an trong tâm trí, bạn hãy nghĩ ngay đến từ mãn nguyện. Dù cho bạn đang ở đâu, hãy phát triển sự mãn nguyện, và từ cảm giác mãn nguyện được phát triển đó, bạn sẽ nhận thấy việc quán niệm với tâm từ ái càng trở nên sâu sắc hơn. Nghi ngờ. Có rất nhiều kiểu nghi ngờ có thể trở thành chướng ngại trong việc thực hành quán niệm với tâm từ ái. Nghi ngờ về lời giảng dạy, về vị thầy hoặc về chính bạn. Đối với sự nghi ngờ về lời giảng dạy, nếu như thật sự chú tâm, bạn có thể tự mình chứng nghiệm các kết quả tuyệt diệu từ việc hành thiền. Về các vị thầy, họ thường giống như những huấn luyện viên của các đội thể thao. Họ truyền đạt kinh nghiệm bản thân và quan trọng hơn, họ truyền cảm hứng cho học trò thông qua lời nói và hành động. Tuy nhiên, trước khi đặt niềm tin vào họ, bạn hãy kiểm chứng, hãy quan sát hành vi của họ và xem họ có đang thực hiện đúng những điều họ truyền đạt hay không. Nếu như vị thầy thật sự biết mình đang nói gì, họ mới chính là người có đức hạnh, kiểm soát được bản thân và truyền cảm hứng cho học trò. Chỉ khi nào vị thầy hướng dẫn cho học trò bằng cách nêu gương tốt thì mới đáng cho bạn đặt niềm tin.
Sự nghi ngờ cũng có thể xảy ra với điều bạn đang trải nghiệm trong hiện tại. Đây là cái gì? Đây có phải là hơi thở tuyệt diệu không? Đây có phải là tuệ giác về khoảnh khắc hiện tại không? Mãi mê với những suy nghĩ như vậy sẽ không phù hợp khi hành thiền. Hãy để tâm trí bạn tĩnh lặng nhất có thể. Hãy buông bỏ và tận hưởng sự an lạc cũng như niềm hạnh phúc. Về sau, nếu muốn, bạn có thể nhớ lại buổi hành thiền đó và tự hỏi, buổi hành thiền đó như thế nào? Nó thật sự thú vị, điều gì đã diễn ra khi đó? Tự nghi ngờ là hình thức nghi ngờ độc hại nhất. Tự nghi ngờ sẽ khiến bạn nghĩ rằng mình đang tuyệt vọng, mình không thể làm được điều này, mình thật vô dụng, mình chắc chắn tất cả những người hành thiền khác ngoại trừ mình đều thực hành dễ dàng. Nỗi nghi ngờ này thường được khắc phục với sự trợ giúp của một vị thầy, người truyền cảm hứng và động viên bạn. Có được một vị thầy tốt là điều vô cùng quý giá. Hãy tự tin rằng bạn có thể đạt được bất cứ điều gì mình mong đợi. Nếu như bạn có đủ quyết tâm và tự tin thì thành công chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ có những ai bỏ cuộc mới là người thất bại. Ác ý. Ác ý với bản thân có thể là nguyên nhân chính khiến việc hành thiền gặp khó khăn. Nhiều người thấy rằng thật khó để từ ái với bản thân. Sự ác ý với bản thân xuất hiện ngăn cản bạn đạt được sự an tĩnh khi hành thiền, khiến cho buổi hành thiền không thành công. Tôi xin gợi ý giải pháp đơn giản này để cho bản thân được nghỉ ngơi một chút. Hãy nói với chính mình: cánh cửa dẫn vào trái tim tôi đang rộng mở chào đón tôi. Tôi cho phép bản thân được hạnh phúc. Tôi cho phép bản thân được an lạc. Tôi dành sự thiện chí cho bản thân, đủ thiện chí để bản thân được an lạc và hạnh phúc trong buổi hành thiền này. Nếu như bạn cảm thấy khó khăn trong việc mở rộng tâm từ ái với bản thân, thì hãy tìm hiểu nguyên do. Có thể trong thâm tâm bạn cảm thấy mình phạm lỗi gì đó và đang chờ đợi sự trừng phạt. Bạn vẫn chưa tha thứ cho chính mình một cách vô điều kiện. Mặt khác, sự ác ý với đối tượng hành thiền cũng là một vấn đề phổ biến trong những người hành thiền hơi thở nhưng chưa thành công. Tôi dùng từ chưa bởi vì đó chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người sẽ thành công nếu họ thực hiện theo hướng dẫn này. Tuy nhiên, nếu chưa thành công, có thể bạn đang quá ác ý đối với việc hành thiền hoặc đối tượng hành thiền. Bạn ngồi xuống nhưng lại suy nghĩ: ôi, lại hành thiền nữa rồi, việc này sẽ rất khó khăn đi. Mình thật sự không muốn làm việc này. Mình phải làm việc này vì đó chính là việc một người hành thiền cần phải thực hiện. Hoặc mình phải trở thành một Phật tử tốt và đây chính là nghĩa vụ của Phật tử. Nếu khi bắt đầu hành thiền mà bạn phát sinh ác ý với việc hành thiền, hãy cứ tiếp tục hành thiền mà không cần phải thích nó. Khi đó, sự ác ý sẽ không còn tác dụng. Bạn đang đặt một chướng ngại ngay trước con đường của bạn. Hãy thử xem việc hành thiền như một người bạn thân lâu năm và bạn muốn dành thời gian để ở cùng họ. Bạn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ khác. Nếu như nhìn thấy người bạn thiền cách mình một dặm, tôi luôn chạy đến bên họ, ôm chầm lấy họ và rủ họ tìm một nơi nào đó để uống cà phê. Đối với đối tượng hành thiền hơi thở, chúng ta từng có những quãng thời gian tốt đẹp bên nhau. Hơi thở và tôi, chúng tôi chính là những người bạn thân nhất. Nếu như bạn nhìn nhận hơi thở của mình với thiện chí, bạn sẽ hiểu được lý do vì sao việc quan sát hơi thở lại là điều dễ dàng. Tóm lại, sự ác ý chính là một chướng ngại và bạn cần phải vượt qua chướng ngại này bằng cách yêu thương mọi thứ, tha thứ cho bản thân, dụng tâm từ ái với đối tượng hành thiền, thiện chí với việc hành thiền và thân thiện với hơi thở. Bạn cũng hãy dụng tâm từ ái với sự tĩnh lặng trong khoảnh khắc hiện tại. Một khi đã yêu mến những người bạn trong tâm trí này, bạn sẽ vượt qua được bất kỳ sự ác ý nào đối với chúng. Khi đã có tâm từ ái
với đối tượng hành thiền, bạn sẽ không cần phải quá cố gắng để gìn giữ nó. Hãy yêu mến việc hành thiền đến mức bạn có thể sống cùng nó mà không cần nỗ lực. Một hình thức khác của ác ý là tức giận. Trong phần sau của sách, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về nó. Mọi chướng ngại đều có chung nguồn gốc. Chúng được tạo ra bởi kẻ thích kiểm soát bên trong bạn, không chịu buông bỏ mọi thứ. Phiên tòa của sự tức giận. Để bày tỏ sự tức giận, trước tiên, bạn cần phải biện minh cho chính mình. Bạn phải tự thuyết phục mình rằng cơn giận là thích đáng, phù hợp và đúng đắn. Diễn biến tâm lý của cơn giận cũng như phiên tòa đang diễn ra trong tâm trí bạn. Bị cáo đang đứng đợi tại phiên tòa trong tâm trí bạn. Bạn là nguyên cáo. Bạn biết bị cáo có tội. Tuy nhiên để công bằng, trước tiên bạn phải chứng minh điều đó với quan tòa, tức là lương tâm của bạn. Bạn hăng hái kể lại tội ác mà bị cáo đã gây ra cho bạn. Bạn suy diễn mọi điều về sự ác ý, tráo trở và độc ác trong ý định ẩn sau hành động của bị cáo. Bạn nhắc lại tiền án tiền sử của bị cáo để thuyết phục quan tòa lương tâm rằng bị cáo không đáng được tha thứ. Trong một phiên tòa thực tế, bị cáo sẽ có luật sư bào chữa. Tuy nhiên, trong phiên tòa tâm trí, chỉ có bạn mới có quyền biện hộ cho cơn giận của mình. Với tư cách là quan tòa, bạn dùng quyền hạn của mình để phủ quyết những lời bào chữa hoặc giải thích. Luật sư của bị cáo sẽ không được phép lên tiếng. Bằng lý lẽ một chiều, bạn khiến cho phiên tòa trở nên thật thuyết phục. Chỉ cần bấy nhiêu là đủ. Quan tòa lương tâm của bạn sẽ gõ chiếc búa xuống bàn và bị cáo sẽ bị buộc tội. Lúc này bạn có thể thoải mái bày tỏ sự tức giận với bị cáo. Nhiều năm trước, tôi nhận ra diễn biến tâm lý này mỗi khi tức giận. Có điều gì đó dường như bất công. Vì vậy mỗi khi tức giận ai đó, tôi đều khựng lại một lát để luật sư bào chữa cho bị cáo được lên tiếng. Khi đóng vai trò luật sư bào chữa, tôi tìm thấy những lời bào chữa và giải thích hợp lý cho hành vi của bị cáo. Tôi hùng hồn chứng minh tầm quan trọng và vẻ đẹp của sự tha thứ. Và tôi nhận thấy rằng phiên tòa trong tâm trí với vị quan tòa sáng suốt sẽ không để ta đưa ra bản án buộc tội. Như vậy tôi cũng sẽ ngừng đưa ra những lời phán xét về hành vi của người khác. Sự tức giận một khi không được biện hộ sẽ không còn năng lượng và tự tan biến. Con quỷ sống nhờ vào sự tức giận. Rắc rối là chúng ta thích tức giận. Có một khoái lạc mạnh mẽ và gây nghiện liên quan tới việc bộc lộ sự tức giận, và chúng ta không muốn buông bỏ những gì chúng ta yêu thích. Tuy nhiên, cũng có mối nguy hiểm trong cơn giận. Đó là nó ảnh hưởng đến bất kỳ niềm vui nào. Nếu như chúng ta luôn nhớ rằng sự tức giận là hiểm họa, thì ta sẽ sẵn sàng buông bỏ nó. Ngày xưa ở một vương quốc nọ, trong lúc nhà vua đi vắng, một con quỷ lẻn vào cung điện. Nó rất xấu xí, bốc mùi hôi thối nồng nặc và nói năng vô cùng thô lỗ. Cấm vệ quân và người hầu trong cung điện đều sợ hãi đến mức không dám làm gì. Vì vậy con quỷ thản nhiên đi qua tất cả các phòng, thẳng đến nơi nghỉ triều và ngồi lên ngai vàng. Khi nhìn thấy con quỷ ngồi lên ngai vàng, mọi người mới hoàn hồn. "Cút ra khỏi đây ngay!" họ hét lên. "Ngươi không được ngồi lên đó. Nếu như ngươi không rời đi, chúng ta sẽ băm ngươi thành từng mảnh." Trước những lời giận dữ, cơ thể con quỷ càng to hơn, khuôn mặt càng xấu xí hơn, mùi hôi thối càng nồng nặc hơn và lời nói càng thô lỗ hơn. Mọi người dung gươm rút dao và đe dọa nó. Tuy nhiên với mỗi lời nói, hành động hay thậm chí chỉ là ý nghĩ tức giận được phát ra từ những người vây quanh, cơ thể con quỷ sẽ càng lớn hơn, mùi càng hôi thối hơn, hình dạng càng xấu xí hơn và lời lẽ càng thô lỗ hơn. Cuộc chạm trán này kéo dài cho đến khi nhà vua trở về. Ngài nhìn thấy con quỷ khổng lồ đang ngồi trên ngai vàng của mình. Ngài chưa từng thấy con vật nào xấu xí đến như vậy. Mùi hôi thối bốc ra từ cơ thể nó, thậm chí có thể làm cho dòi bọ cũng phát bệnh. Lời nói của nó thô lỗ hơn bất cứ lời nói thô lỗ nào của những tên bợm rượu trong các quán nhậu.
Nhà vua là một người khôn ngoan. Đó là lý do vì sao Ngài là vua. Ngài biết cần phải làm gì. Rất hân hạnh được đón tiếp. Ngài chào con quỷ một cách nồng nhiệt. Rất hân hạnh chào đón bạn đến cung điện của tôi. Có ai mang đồ ăn hay thức uống đến cho bạn chưa? Với những cử chỉ tử tế đó, cơ thể con quỷ nhỏ đi một chút, bớt xấu xí, bớt hôi thối và bớt hung hăng. Mọi người nhanh chóng hiểu được cần phải làm gì. Người mời nó uống trà, người mời nó ăn bánh, người xoa bóp chân cho nó, người vuốt ve những chiếc dãy trên cổ nó. Mọi người thật tử tế, con quỷ nghĩ. Cứ sau mỗi lời nói, việc làm hoặc ý nghĩ tử tế của mọi người, con quỷ nhỏ lại, bớt xấu xí, bớt hôi thối và bớt hung hăng. Trước khi người hầu mang bánh đến, con quỷ đã trở về kích cỡ ban đầu và chẳng bao lâu sau, nó nhỏ bé đến mức hầu như không thể nhìn thấy được. Các hành động tử tế tiếp nối và con quỷ hoàn toàn biến mất. Chúng ta gọi đây là con quỷ sống nhờ vào sự tức giận. Nhiều loài quỷ sống nhờ vào sự tức giận. Đối tác của bạn đôi khi có thể là một con quỷ sống nhờ vào sự tức giận. Khi bạn nổi giận với họ, họ sẽ càng trở nên tồi tệ, xấu xa hơn, hôi hám hơn và hung hăng hơn. Mâu thuẫn giữa hai người sẽ ngày càng lớn hơn theo từng lời nói, cử chỉ hay ý nghĩ tức giận của bạn với họ. Có lẽ giờ đây bạn đã nhận ra sai lầm của mình và biết cần phải làm gì. Cơn đau cũng là một loài quỷ sống nhờ vào sự tức giận. Khi chúng ta nghĩ đến cơn đau bằng sự tức giận, này cơn đau kia, mi phải rời khỏi ta ngay, mi không thuộc về ta, thì nó sẽ càng trở nên đau đớn và tồi tệ hơn. Thật khó để có thể đối xử tốt với những cảm giác khó chịu như sự đau đớn. Tuy nhiên, sẽ có lúc trong cuộc sống chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Khi ta chân thành chào đón cơn đau, nó sẽ giảm đi, ít khó chịu hơn và đôi khi nó hoàn toàn biến mất. Ví dụ, một vài căn bệnh ung thư cũng là những con quỷ sống nhờ vào sự tức giận. Chúng là những con quái vật xấu xí và đáng ghét ngự trị trong cơ thể chúng ta, trên ngai vàng của chúng ta. Thường thì chúng ta sẽ hét toáng lên, hãy rời khỏi cơ thể ta ngay, người không thuộc về nơi này. Nhưng một khi mọi phương thức đều thất bại, thì chúng ta nên nói với chúng, rất hân hạnh được đón tiếp. Những căn bệnh ung thư đó có thể sẽ đáp ứng tốt hơn khi chủ nhân của cung điện can đảm nói, này bệnh ung thư, cánh cửa trái tim ta hoàn toàn rộng mở, chào đón bạn, cho dù bạn có làm gì ta đi nữa, ta xin mời bạn vào. Nếu gặp khó khăn, trong khi hành thiền, bạn hãy dừng lại và tự hỏi, đó là chướng ngại gì? Rồi tìm hiểu nguyên nhân. Một khi biết được nguyên nhân, bạn có thể nhớ ra các giải pháp và áp dụng chúng. Nếu đó là sự ham muốn của các giác quan, hãy dần đưa sự chú tâm rời khỏi các giác quan đó và hướng vào hơi thở hoặc tâm trí. Nếu đó là sự ác ý, hãy áp dụng tâm từ ái. Nếu đó là sự biến nhát và uể oải, hãy nhớ đến giá trị của nhận thức. Nếu đó là sự bất an và hối tiếc, hãy nhớ đến sự mãn nguyện hoặc thực hành tha thứ. Nếu đó là sự nghi ngờ, hãy tự tin và nghĩ đến lời dạy của các bậc thầy. Khi hành thiền, hãy vận dụng các cách thức này một cách có phương pháp. Từ đó các chướng ngại sẽ không đeo bám bạn nữa. Bạn có thể nhận biết, khắc phục và vượt qua mọi chướng ngại. Khi tâm trí giống như con voi đang giận dữ, một số người hành thiền gặp nhiều chướng ngại cùng lúc với lực cản to lớn. Khi đó họ nghĩ rằng mình có thể bị điên. Để giúp những người hành thiền trong trường hợp này, tôi xin truyền đạt chiến lược Nalagiri dựa trên một câu chuyện nổi tiếng về cuộc đời Đức Phật. Kẻ thù cố gắng làm hại Đức Phật bằng cách cho một con voi đực tên là Nalagiri uống rượu say và thả con voi ra phố chật hẹp nơi Đức Phật đang đi khất thực.
Khi mọi người nhìn thấy con voi giận dữ lao về phía Đức Phật, họ thét to để Ngài và các đệ tử nhanh chóng tránh xa nó. Tất cả các đệ tử đều nhanh chân bỏ chạy, ngoại trừ vị thị giả trung thành là Ananda ở lại cùng Đức Phật. Tôn giả Ananda đã dũng cảm tiến về phía trước, sẵn sàng bảo vệ vị thầy tôn kính, cho dù phải hy sinh tính mạng của mình. Đức Phật đã nhẹ nhàng đẩy Ananda sang một bên và một mình đối mặt với con voi đực to lớn đang lồng lộn. Đức Phật chắc chắn có sức mạnh thần thông, và tôi tin Ngài có thể nắm lấy dòi con voi quay 3 vòng trên không trung rồi ném nó qua bên kia sông Hằng hàng trăm dặm. Nhưng đó không phải là hành động của một vị Phật. Thay vào đó, Ngài đã sử dụng sức mạnh của tâm từ và tâm xả. Có lẽ Ngài đã nghĩ, này voi Nala Jiri thân yêu, cánh cửa trái tim ta luôn rộng mở chào đón con, cho dù con có làm gì ta. Con có thể dùng ngà hút ta, có thể dùng chân dẫm ta. Ta sẽ không bao giờ cố ý làm hại con. Ta sẽ dành cho con tình yêu thương vô điều kiện. Đức Phật đã nhẹ nhàng tạo bầu không khí yêu thương giữa Ngài và con voi hung dữ đó. Sức mạnh của tâm từ và tâm xả của Đức Phật lớn đến mức chỉ trong vài giây đã có thể thuần phục con voi đang điên loạn. Con voi Nalajiri đã ngoan ngoãn phủ phục trước đấng từ bi, nhẹ nhàng đung đưa chiếc voi. Ngoan nào, Nalajiri, ngoan nào. Có những khi tâm của người hành thiền giống như con voi giận dữ đang say rượu, tấn công và đập phá mọi thứ. Những lúc như vậy, bạn hãy nhớ đến chiến lược Nalajiri. Đừng sử dụng vũ lực để khuất phục tâm trí đang nổi loạn giống như con voi đang say rượu. Khi tâm trí nổi loạn, bạn hãy sử dụng quán niệm với tâm từ ái và buông bỏ. Này tâm trí nổi loạn yêu quý của ta, cánh cửa trái tim ta luôn rộng mở chào đón bạn, cho dù bạn đã làm gì ta. Dù bạn hủy hoại hay nghiền nát ta, ta vẫn không thù ghét bạn. Ta yêu thương bạn, tâm trí của ta, cho dù bạn đã làm gì. Hãy hòa hảo với tâm trí đang nổi loạn thay vì chống đối nó. Với sức mạnh của tâm từ ái và buông bỏ, chẳng mấy chốc tâm trí của bạn sẽ từ bỏ cơn tức giận và trở nên ngoan ngoãn trước bạn. Khi sự tử tế và dịu dàng của bạn nhẹ nhàng chạm vào nó, ngoan nào tâm trí của ta, hãy ngoan nào. Khơi nguồn năng lượng. Một yếu tố cần thiết để quán niệm với tâm từ ái là năng lượng. Bạn cần phải có năng lượng trong từng giai đoạn, và năng lượng đó phải được khơi nguồn bằng cách tập trung tất cả những gì bạn có vào công việc đang làm. Đừng để dành chút năng lượng nào cho giây phút tiếp theo. Một sai lầm mà nhiều người thường mắc phải, đặc biệt là với năng lượng tinh thần, là nghĩ rằng nếu như tôi dồn hết năng lượng vào khoảnh khắc hiện tại, tôi sẽ không còn năng lượng cho khoảnh khắc tiếp theo. Cách này không hiệu quả với tâm trí. Bạn càng tập trung năng lượng vào khoảnh khắc hiện tại, năng lượng cho khoảnh khắc tiếp theo càng dồi dào. Năng lượng tinh thần là vô tận. Nhận biết và tránh xa những con rắn độc. Chúng ta nên sử dụng sự am hiểu của mình về các trạng thái tiêu cực của tâm trí để thông báo cho quán niệm với tâm từ ái. Khi quán niệm với tâm từ ái, chúng ta bắt đầu thấy được quá trình phát triển của thân và tâm. Và với sự am hiểu này, chúng ta có thể tìm ra các giải pháp khắc phục trước khi chúng bén rễ. Trong những năm đầu khi tôi ở Thái Lan, dùng quắp ba bông có rất nhiều rắn. Chúng tôi thường không mang giày vì chúng rất mau đứt, dù cho chúng tôi đã cố gắng dùng dây buộc thêm. Đôi khi chúng tôi còn không có cả đèn pin. Chúng tôi phải đi bằng chân trần trên những lối mòn có nhiều rắn và quan sát đường đi nhờ vào ánh sáng của các vì sao. Nhưng vì biết có thể gặp rắn trên đường, nên tôi đã rất chú tâm quan sát và xem chúng là những mối nguy cần phải tránh xa. Nhờ đó tôi chưa bao giờ bị rắn cắn. Để không bị làm hại bởi các trạng thái tâm trí tiêu cực,
Hãy sử dụng quán niệm với tâm từ ái nhằm nhận thức được các mối nguy hiểm. Như bạn biết, trạng thái tâm tiêu cực không dẫn đến sự an lạc mà dẫn đến sự bất an. Chúng là những thói quen xấu phá hoại hạnh phúc và dẫn đến đau khổ. Cũng như những con rắn độc, một khi bị chúng tấn công, bạn sẽ gặp rắc rối lớn. Vì vậy, hãy sử dụng quán niệm với tâm từ ái để nhận biết các trạng thái tâm tiêu cực ngay khi chúng vừa mới khởi phát, rồi chọn một con đường khác, có nghĩa là sử dụng chiến lược tránh né chúng. Bằng cách này, bạn sẽ giảm bớt rắc rối cho mình. Trí huệ của bạn sẽ tạo ra một cuộc sống an lạc, hạnh phúc, lành mạnh và dễ dàng. Mặc dù cuộc sống hạnh phúc và lành mạnh tự nó đã là phần thưởng, nhưng còn hơn thế nữa, một khi vượt qua được trạng thái tâm tiêu cực, bạn sẽ đạt được nhiều lợi ích sâu sắc hơn. Do trạng thái tâm tiêu cực gây ra đau khổ nên người ta thường phản ứng bằng cách tiêu cực hơn nữa, dẫn đến cảm giác tức giận, thất vọng hay tội lỗi. Khi sử dụng quán niệm với tâm từ ái và trí huệ để giảm bớt hoặc hóa giải đau khổ, bạn sẽ không cần trốn chạy vào những ảo tưởng, và việc giữ cho tâm trí thanh tịnh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Kết quả này kéo theo một kết quả khác là bạn sẽ hạnh phúc hơn, dễ đạt được trạng thái tâm tĩnh lặng hơn và sáng suốt hơn. Bạn sẽ đạt đến một chu trình tự lực ngày càng mạnh mẽ hơn cùng với sự tiến bộ của bản thân. Tất cả những điều đó là do bạn sử dụng trí huệ của mình. Tâm trí thích bắt bẻ. Trong các kinh văn Phật giáo, bạn thấy có nhiều người ưa thích tìm kiếm lỗi lầm ngay cả đối với Đức Phật. Hãy cảnh giác với sự tiêu cực vì nó nuôi dưỡng tâm trí thích bắt bẻ. Bắt bẻ là một thái độ khởi lên và bám chặt lấy bạn, giống như một con rắn. Nó tiêm nọc độc vào tâm trí bạn. Một khi tâm trí thích bắt bẻ đã bám rễ, bạn có thể nhìn thấy lỗi lầm ở bất cứ đâu. Có thể bạn đã có tu viện đẹp nhất, vị thầy giỏi nhất, thức ăn ngon nhất và chỗ ở tiện nghi nhất. Tuy nhiên, bạn vẫn tìm ra khuyết điểm của những điều này. Khi còn là một nhà sư trẻ, đôi lúc tôi bắt bẻ ngay cả với thầy Ajahn Chah, rồi sau đó tôi cảm thấy mình thật sự ngu ngốc. Nếu như tôi có thể tìm thấy lỗi lầm của thầy, một người thông thái và vị tha nhất tôi từng gặp, thì rõ ràng vấn đề là ở tôi, chứ không phải ở thầy Ajahn Chah. Một khi đã có thói quen tìm kiếm lỗi lầm của người khác, bạn cũng có thói quen tìm kiếm lỗi lầm của mình. Trong các khóa tu tập, nhiều người thường tìm kiếm lỗi lầm của họ trong việc hành thiền. Tôi vẫn không đạt được kết quả gì, tôi chỉ ngủ trong những ngày qua. Hãy cẩn thận, bắt bẻ sẽ sớm dẫn đến tội lỗi sẽ dẫn đến hình phạt, và rồi quán niệm với tâm từ ái sẽ hóa giải tất cả. Quy tắc TTH. Quy tắc TTH: thừa nhận, tha thứ, học hỏi. Khi thực hành quán niệm với tâm từ ái, chúng ta phải quyết tâm sử dụng bộ quy tắc TTH: thừa nhận, tha thứ và học hỏi. Nếu như phạm phải sai lầm, thay vì cứ dằn vặt mình, chúng ta chỉ cần thừa nhận nó. Thật vậy, tôi bị trễ giờ, sáng nay tôi ngủ quên. Tiếp theo, chúng ta thực sự tha thứ cho lỗi lầm đó. Hình phạt chẳng mang lại lợi ích gì. Trí huệ đích thực biết rằng hình phạt chỉ làm cho vấn đề tồi tệ hơn do khởi lên các trạng thái tâm bất thiện. Khi chúng ta tha thứ, tức là chúng ta buông bỏ, và điều đó sẽ dẫn đến sự an lạc. Điều gì dẫn đến sự an lạc, tự tại và giải thoát? Thì đó là điều nên làm. Khi nhận thấy tâm trí thích bắt bẻ đang dẫn bạn đi sai đường, bạn cần học cách để tránh nó về sau. Cách hiệu quả nhất là hãy để quá khứ qua đi, hoặc tốt hơn là chỉ nên nhớ lại những ký ức vui vẻ. Bạn sẽ học được nhiều hơn từ những ký ức tươi đẹp về thành công và hạnh phúc trong quá khứ so với những ký ức đau khổ. Khi bạn nhớ lại những điều tốt đẹp, chúng sẽ khích lệ tinh thần bạn, ngăn bạn tìm kiếm lỗi lầm và soi rọi những yếu tố dẫn đến thành công. Do đó, hãy quên đi các buổi hành thiền uể oải và thiếu tập trung, thay vào đó
hãy học hỏi từ những buổi hành thiền có kết quả tốt đẹp. Dù cho trước đó bạn chỉ có duy nhất một buổi hành thiền thành công và chỉ có thể theo dõi hơi thở trong 5 phút, bạn cũng hãy nhớ lại buổi hành thiền đó. Nó sẽ khích lệ, hướng dẫn và dẫn dắt bạn đến trạng thái an lạc hơn. Đó chính là con đường của trí huệ. Điều cần tránh. Chúng ta nên xem tâm trí thích bắt bẻ như một con rắn độc, một mối nguy cần phải tránh. Đôi khi người ta viết sách với thái độ bới lông tìm vết nhằm phá hoại chính quyền, truyền thống và các tổ chức. Ở các nước phương Tây, nhiều người thường nghĩ rằng việc bắt bẻ là điều tốt. Tuy nhiên, không phải vậy. Cách đây vài năm, một vị khách đến thăm tu viện Wat Pa Nanchachat trong khoảng 3-4 tuần và sau đó đã viết sách về trải nghiệm của anh ta. Anh ta đã thoá mạ tu viện này và thầy Ajahn Chah. Anh ta đã chĩa mũi dùi vào mọi thứ mà anh ta nghĩ rằng sai trái, và kết quả là một cuốn sách đầy bất bình và thiên kiến. Những người làm điều này là gì? Giống như sự tức giận. Chắc chắn rằng việc bới lông tìm vết mang lại cho họ cảm giác thú vị. Tuy nhiên hãy cẩn thận, vì cảm giác thú vị đó không thể bù đắp cho sự nguy hiểm do hành động này mang lại. Khi nhận thức được điều này, bạn sẽ nhận ra tâm trí thích bắt bẻ chính là một con rắn độc, và bạn có thể tránh nó về sau. Theo kinh nghiệm của riêng tôi, càng thực hành quán niệm với tâm từ ái thì sẽ càng hiểu rõ về tâm trí thích bắt bẻ. Tôi sẽ hiểu được nó khởi phát từ đâu, làm thế nào để tránh nó, làm thế nào để phát triển tâm trí tích cực, làm thế nào để thấy 998 viên gạch đẹp chứ không chỉ thấy 2 viên gạch xấu trên bức tường vừa xây xong. Thay vì tìm kiếm lỗi lầm, hãy cố gắng thấu hiểu mọi người, kể cả bản thân bạn. Hãy tha thứ và có tâm từ ái. Thực hành quán niệm với tâm từ ái nghĩa là nhìn nhận mình chỉ là một chúng sinh nhỏ bé đáng thương đã trải qua nhiều đau khổ và không muốn đau khổ hơn nữa. Nếu như bạn có thể hòa hợp với sự đau khổ, bạn sẽ làm suy yếu tâm trí thích bắt bẻ. Soi sáng thực tại. Một khi bạn đã thực hành được quán niệm với tâm từ ái và việc này ngày càng trở nên thuần thục hơn, bạn sẽ nhận ra rằng mình đang dần thoát khỏi cảnh tối tăm. Khi bạn quán niệm càng nhiều, điều này cũng giống như ai đó thắp sáng căn phòng tối hay bình minh ló dạng, khiến mọi thứ xung quanh đều được soi sáng. Bạn nhìn thấy rõ hơn. Thực tại được soi sáng và bạn bắt đầu nhìn thấy vẻ đẹp tinh tế của màu sắc đa dạng, hình khối thú vị, kết cấu chặt chẽ. Tất cả đều hiện ra thật đẹp đẽ và tuyệt vời. Khi bạn phát triển được quán niệm mạnh mẽ với tâm từ ái, điều này giống như bạn đi vào khu vườn xinh đẹp dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng và cảm hứng. Khi đã có được quán niệm mạnh mẽ với tâm từ ái và tâm trí sáng suốt, bạn chỉ cần nhìn vào một phần nhỏ của thế gian là có thể nhận biết một cách sâu sắc bản chất của nó. Trải nghiệm sự tỉnh thức và giác ngộ thì vô cùng tuyệt diệu và kinh ngạc. Bạn sẽ nhìn thấy vẻ đẹp và chân lý vượt xa những gì bạn tưởng tượng. Phát triển quán niệm với tâm từ ái giống như thắp sáng những ngọn đèn trong tâm trí. Khi bạn duy trì được sự chú tâm vào một điểm, thay vì để nó lang thang hết nơi này sang nơi khác, thì quán niệm với tâm từ ái sẽ tích lũy được năng lượng. Bạn sẽ bắt đầu nhận thấy thế giới sâu sắc và toàn diện hơn. Hướng tới con đường quán niệm với tâm từ ái. Đường đi không khó. Bởi vì có tâm trí nên bạn không thể không có các ý nghĩ. Bước đi trên con đường quán niệm với tâm từ ái không nhất thiết là bạn không được có các ý nghĩ. Thay vào đó, bạn nên có các ý nghĩ về buông bỏ, từ bi và hòa nhã với mọi chúng sinh, kể cả bản thân bạn. Khi tâm bạn cảm thấy tự do, đó là do bạn đã thực hành được 3 loại ý nghĩ đúng đắn này. Khi thực hành quán niệm với tâm từ ái, bạn hãy ghi nhớ trí huệ là gì.
Nếu một điều gì đó dẫn đến sự an lạc, thanh tịnh, hạnh phúc và tự do, thì đó chắc chắn là việc thực hành trí huệ. Nếu như xuất hiện các điểm tiêu cực, nghĩa là bạn đang đi sai đường. Vì vậy hãy điều tra, tìm hiểu xem sai lầm đó là gì và không tiếp tục tái phạm. Hãy xem nó như một con rắn độc và tránh xa nó. Nếu đang đi sai đường, bạn chỉ cần kiên nhẫn và bình tĩnh, bạn sẽ không bị lạc đường quá lâu. Thay vì cố gắng kỷ luật tâm trí bằng sự ác ý, bắt bẻ, cảm giác tội lỗi, các hình phạt và nỗi sợ hãi, bạn hãy sử dụng những phương pháp mang lại hiệu quả hơn nhiều. Đó chính là tâm từ ái, sự dịu dàng và tha thứ. Nói tóm lại là quán niệm với tâm từ ái. Bạn càng thực hành phương pháp này và sống cùng nó, tâm trí bạn càng được thanh tịnh. Đây là con đường bạn đi. Nó không khó để đi theo. Bạn có trí tuệ, hãy sử dụng nó. Bạn vừa thực hành một chút quán niệm, hãy củng cố nó. Bạn có tâm từ ái bẩm sinh, hãy phát triển nó. Bạn có tất cả mọi thứ cần thiết để bước vào hành trình quán niệm với tâm từ ái. Vậy tại sao bạn không lên đường ngay bây giờ?